Và hãy xin chào mọi người đã trở lại channel của mình là Gat đây. Và hôm nay mình đã trở lại với Minecraft thử thách sinh tồn 1.14. Yay, ok. Như các bạn đã biết thì lần trước mình đã có dắt một ông dân làng từ cái làng mà còn một ông dân làng duy nhất đấy. Mình đã dắt ông về nhà và ông này ở trong nhà này. Và mình đã có trao đổi với ông một số thứ để mà lấy thêm ngọc lục bảo, cũng như là nâng cấp cho ông lên danh hiệu kim cương luôn. Thì hôm nay mình sẽ... mình cũng định là thực hiện thử thách của các bạn, nhưng mà các bạn chủ yếu là đưa ra thử thách cho mình là anh ơi hãy tìm biệt thự trong rừng. Cái biệt thự mà cái mansion mà có mấy ông dân làng ác đấy thì nó cái cách cái khu mình rất là xa các bạn, khoảng 7.000 km thì nó rất là xa, nên là mình tính là để sau đi, chờ khi nào mình có cái cánh với lại pháo bông ấy mình sẽ tới đó nhanh hơn, nên là chúng ta phải giết con rồng rồi tới đó sau. Ok, mình sẽ để thử thách đó sau. Hôm nay thì mình sẽ đi tìm mấy cái gì ta, mấy cái lồng farm đó các bạn, mấy cái lồng farm để mà lấy sách, cũng như là mình sẽ qua bên làng bên để mà coi thử có một số gì không. À, có một bạn comment với mình là anh ơi cái cuốn sách đào nhanh dưới nước này có thể ép vào cái nón, thì mình cũng không biết nữa, để mình thử xem nha. Mình sẽ lấy cái nón đây, rồi mình sẽ ra ép thử các bạn. Đâu rồi, đây. Ồ, được nè, ngon. Ok, cảm ơn bạn farm đó nha, cảm ơn rất là nhiều luôn. Thì cái nón này sẽ giúp mình đi thám hiểm hay là gì đó, để mà đào nhanh dưới nước hay là mai kim cương dưới mấy cái hang sâu dưới nước đấy các bạn. Đấy, nó cũng rất là có tỷ lệ có kim cương gì đó. Thì mình tốn thêm một ít kinh nghiệm nữa nè. Mình có hai cây cung luôn, cắt một cây vào kho đi. Và cũng có một bạn comment với mình là anh ơi, cái dân làng nó đổi được sách thì ok, cảm ơn bạn luôn. Rồi cũng có một bạn comment là cái anh ơi hãy bỏ mấy cái quả mọc này ra đi, dân làng sẽ dẫm vào chết. Thì mình nghĩ là sẽ không có đâu, vì dân làng nó biết né mà, đúng các bạn. Đấy, giờ mình cầm sách lên này. Đấy, nó đổi ngọc lục bảo này. Wow, quét cạnh thì có rồi, không cần nữa đâu. Ôi hết rồi các bạn ơi, được 6 viên luôn, ngon trời ơi. Đồng hồ á, đồng hồ chứ chơi. Đồng hồ chúng ta dùng vàng với lại đá đỏ mình chế tạo được mà, đâu cần đâu. La bàn cũng vậy nè. Trời, ngọc lục bảo đổi giá kiến, cảm thấy vãi luôn ấy. Túi mực thì không có đâu. Rồi, cảm ơn ông nha. Một bạn comment với mình á là anh ơi hãy cầm ngọc lục bảo lên dân làng sẽ đi theo. Và đây, chứng minh cho bạn thấy luôn là nó sẽ không đi theo. Rồi, nó chỉ là hiện vật phẩm lên đấy, các bạn thấy chưa. Rồi, mình sẽ đi hướng này để mà tới cái dân làng kế bên ở 600m thôi à. Mình sẽ cầm theo rất là nhiều ngọc lục bảo mà để trao đổi nha. Rồi, tổng cộng mình có 36 viên ngọc bảo. Wow, quá là giàu các bạn. Rồi, trước khi vào video á, thì mình đã thuần phục thêm một con ngựa để bên đây nè. Bây giờ mình dùng con ngựa đó mình chạy qua bên dân làng kia. Rồi, để mà trao đổi một số thứ. Ôi, sao mà zombie nhiều vậy? Ôi, có trứng gà này. Để xem cái chuồng gà của mình nó 3 hay là 2 con nha. Rồi, đúng rồi, 3 con nè. Đằng này đúng rồi. Mình lần trước mình cho nó ăn rồi, nhưng mà không hiểu tại sao luôn. Rồi, cái chuồng cá, à lộn, cái hồ cá thì mình đã bắt thêm một con cá này các bạn. Đấy, tổng cộng là 2 con. Rồi, nói chung là mình không còn thiếu gì. Chỗ này mình định treo thêm đèn, nhưng mà mình nghĩ là như vậy là được rồi các bạn. Một số bạn comment với mình là cái máy này là nuôi thỏ. Ôi trời ơi, nuôi thỏ trên cái máy này nó hơi bị ngộp ngạt ấy, là cũng không cần đâu các bạn. Chuồng thỏ thì mình sẽ làm sao. Đây là con ngựa mình mới bắt này. Rồi bây giờ mình sẽ dùng con ngựa này để đi. Ok, mình sẽ khỏi mặc giáp luôn. Con ngựa này chạy khá là nhanh đấy các bạn. Các bạn nhìn này, quen. Rồi mình sẽ đi hướng này để mà tới cái dân làng đó. Thì một số bạn comment với mình là thử thách cho mình là bắt thêm dân làng, nhưng mà mình nghĩ là từ từ, tại vì nó khá là tốn thời gian, nên là chúng ta để từ từ đi, đúng không? Nào rảnh thì chúng ta sẽ bắt thêm dân làng. Rồi, tại vì cái mansion nó khá là xa đấy các bạn, nên là mình không muốn tới đó được, tới đó hơi bị lâu ấy. Mình cũng muốn tới đó để mà tìm thêm một số thứ như là sách hay là gì đó, nhưng mà nó cách khu vực của mình xa vãi luôn. Hôm nay mình sẽ tìm lòng farm, mình đã có rất nhiều tọa độ lòng farm, mình sẽ tới đó để lấy một số thứ. À, không phải xuống đó lấy một số thứ chứ. Lòng farm thì nó sẽ có sách đấy các bạn. Rồi, ở nhà mình có bông hướng dương này chưa ta? Ở chắc là chưa đâu. Thôi kệ đi. Ở đây cũng có rất là nhiều ngựa này. Ok, sắp tới nhân làng rồi các bạn. Đây nó ở khu này nha. Oh my god, làm cái dòng sông hả? Ui sao mà cá nhiều vậy? À, mình sẽ bắt cá các bạn. Rồi, chúng ta sẽ bắt cá nha. Tại vì bên nhân làng nó cũng hình như cũng có mèo đấy. Rồi, một phát là đi một con đấy.
Tại vì máu của cá nó rất là yếu luôn. Rồi, lại đây nào. Wow, cái dòng sông này cá hồi nhiều vãi luôn. Mày thì giết cá nó cũng có, sẽ có tỷ lệ rơi ra bột xương nha các bạn. Có nhiều bạn nói với mình là anh ơi, giết mấy con khô héo đó dễ như chở bàn tay, dễ rơi ra cái đầu lâu lắm. Các bạn đừng có mơ, cái đầu lâu nó chỉ có tỷ lệ rất là thấp mới rơi ra các bạn à. Khó lắm. Mình nói rồi, bây giờ chỉ có dùng cái kiếm nhặt đấy mới có cơ hội rơi ra nhiều thôi. Mình chỉ cần ba cái đầu thôi mà nó rất là khó luôn, nên là chúng ta phải cần cuốn sách nhặt để mà ép vào thanh kiếm để mà tìm cái đầu nó dễ hơn. Gia nhập bài đàn mà viên bài đàn mà màu xám của mình, màu này màu nâu luôn ấy. Rồi phóng qua này. Ôi được rồi, được rồi. Rồi dân làng của mình cách cái khu nhà của mình có 600m à. Qua cái khu rừng này chúng ta sẽ thấy cái dân làng luôn ấy. Mình thề con ngựa này nó chạy nhanh vãi luôn, rất là thích con ngựa này. Nhưng mà máu nó hơi yếu một tí. Con ngựa này máu mà nó trâu, nó vừa nhanh mà nó vừa trâu thì rất là đã luôn. Rồi các bạn còn thử thách gì cứ comment đi. Thử thách nào hợp thì mình sẽ tiếp tục là thực hiện. Còn thử thách nào khó quá thì để sao con ngựa này mau em đi cũng được, nhưng mà thôi. Rồi mấy ông dân làng chưa học nghề này, bây giờ mình sẽ treo con ngựa ở đây. Kiếm cái chỗ nào treo con ngựa cái đã. Quậy thôi rồi, lại mắc rồi các bạn ơi, chả hiểu luôn. Ấy mèo này ôi mèo trắng nha. Con ngựa của mình nó mắc tích rồi các bạn ơi, mình phải thoát ra vào lại. Ok đây, nó đây, bây giờ mình sẽ cột nó lại các bạn, mà không nó đầy chạy tùm lum. Rồi ổn, bây giờ mình sẽ tới thu phục con mèo đã. Mình biết là dân làng này sẽ có một con mèo mà. Ôi chính nó đây. Ôi vãi thật, một phát thôi. Ô phải chi hồi nãy mình đem cái bục sắt qua cho mấy ông này học nghề chế tạo cái bục sắt sao ta, quên mất rồi. Ui mình nghe tiếng gì đó, hình như con mèo thì phải. Ôi vãi thật, con mèo đó, nó nhảy lên giường nó ngủ kìa. Ủa nó gáy đó kìa. Là đầu tiên mình nghe luôn ấy. Vãi, nó nhảy lên giường nó ngủ nó gáy luôn. Mấy con này thì tình. Đây là chuồng bò đây. Trời ơi nó chen mình, chen lắng mình, nó không cho mình đi ra luôn chứ. Nó ngủ mà nó gáy mà nó còn kêu meo đó. Cái con mèo này thì tình luôn. Ồ cái chỗ này mình sợ mấy con dân làng dễ rơi xuống đây trời. Ok tại sao cái chỗ này không có dân làng nào học nghề ta, có ba được ba bốn ông dân làng đấy, trên đây chắc là còn dân làng mà. Ủa không còn dân làng trên đây luôn. Wow bị giết sạch rồi à, nghi vậy. Mình sẽ lấy cái la bàn này, rồi sau đó mình sẽ lấy luôn cái người vẽ bán đồ. Nhưng mà mình đâu cần cái người vẽ bán đồ đâu, mình chỉ cần cái ông dân làng bục sách đấy, cái ông làng thủ thư đấy. Nhưng mà mình đã có đem sách à, mình thử chế tạo đây. Bây giờ mình sẽ chặt cây gỗ cái đã, rồi sau đó mình sẽ nhốt con dân làng nó cho ông học nghề. Trước tiên mình sẽ xuống đây để chế tạo cái bục sách. Oh my god, dân làng mà còn mấy ông dưới đây không vậy trời. Rồi không biết chế tạo cái bục sách nó ra sao nữa. Cần thêm cái gì nữa không ta, mình nghĩ cần cái để mình xem cái bục sách đúng không. Cái này là cái bàn vẽ bản đồ nè. Không có luôn à. Này bàn rèn. Có một số bạn thì comment kêu cái bàn rèn này, cái ông dân làng thợ rèn á, ông có thể đổi ra một bộ giáp và phải nói là có phù phép các kiểu luôn. Không có đâu, làm gì có vụ ở đó, đổi ra giáp thôi. Đâu rồi cái bục sắt đâu rồi? Cái slab à. Ok rồi, mình đổi được cái bục này, mình sẽ cho ông dân làng học nghề nha. ở đây thì chúng ta có một ông dân làng trời ơi cắt cổ lắm luôn các bạn à. Các bạn thấy đổi cắt cổ
Rồi, đây. Lửa hả? Ô, lửa không cần, mình không cần lửa. Rồi, cho ông tắt cái học nghề xong mình đổi lại nè. Mình đâu cần lửa đâu. Ờ, mình để ngồi đây thử. Ơ, what? Trời, đang đeo đi qua bắt luôn rồi. Ôi, xong rồi xuống đây luôn. Trời ơi, sao bị dây? Trời ơi, đừng cho biết kia. No. Trời ơi, trời. Ui, không có chỗ xuống nè. Đó, trời ơi. Do ai? Do ông nhảy xuống chứ ai? Trời, cái chỗ mà không có đào, có chỗ lên luôn các bạn. Phải tìm cách đào để cho... Đây, có chỗ lên nè. Rồi. Lên trên đi ông, trời ơi. Không chịu lên ấy. Đấy, mình đào có chỗ lên, không chịu lên nè. Đấy. Ôi. Mày. Đuốc đâu, mình sẽ cắm cái đuốc ở dưới đây. Rồi, đi lên đi, trời ơi. Đào có cho chỗ lên mà không chịu lên nè các bạn. Đấy, có chỗ lên đàng hoàng nha. Không chịu lên, làng thiệt tình luôn ấy. Ok, mình sẽ ngủ các bạn. Mình sẽ ngủ để mà trời sáng dễ trao đổi hơn. Zombie nó ra các kiểu nữa. Ông yên làng thì tin luôn. Rồi. Ôi trời, what? Mình cứ tưởng nó không trời sáng chứ. Rồi, đây ông nhân làng thủ thư nãy nè. Mình mắc cái bụp, à cái bụp nè. Trời ơi, cứ tưởng mắc chứ. Lửa đúng không? Mình đâu cần đâu. Đấy, ổn nè. Lòng trung thành. Ô, cái lòng trung thành này là hình như là ép vào cái đinh ba nè, khi mà mình phóng nó sẽ bay về lại. Ngon đấy. Ồ, đập ra lại. Không cần đâu, mình cũng không cần cái lòng trung thành đâu. Mình cần cái nhặt hơn cơ. Ủa, làm sao để cho nó mắc cái này các bạn. Mình cảm thấy là nó ở vài luôn ấy. Nó không có biến mất cái học nghề này. Nhưng phải đổi vào cái khác luôn các bạn. Mình sẽ đổi vào cái bản đồ đi. Coi thử không nào chuyển. Ủa, không chuyển luôn à. Ô, mấy ông này, ông học nghề luôn rồi. Không chuyển các bạn ơi. Không chuyển nè. Oh my god. Rồi làm sao đây trời. Mấy ông mà như thế thì mình làm sao mình đổi được mấy cái khác đây. Ồ. Oh. Hay là mình đập cái chỗ ông thợ rèn ha. Đây, mình sẽ đập cái chỗ này ra. Đấy, cho ông khỏi học nghề nữa. Ui, quắn con đi. Ủa, lần trước mình nhớ là mình mà đập cái nào ra thì ông sẽ biến thành bình thường lại. Nhưng mà không biến luôn, quắn như vậy luôn. Các bạn như nè. Ấy. Không đổi luôn nè. Lạ nhỉ. Mình không hiểu cái chỗ này nha các bạn. Bạn nào mà hiểu thì nhớ comment cho mình nha. À kia kia. Ồ, có một ông biến mất rồi kìa. Rồi, mình sẽ cho ông học nghề lại nè. Còn mong là ông sẽ có một cái thứ mình cần. Cái gì đây? Ôi trời ơi. Sao không có đổi sách vậy? Ui, đúng đâu cần đâu. Đây, đổi lại nè. Rồi, học nghề đi. Học nghề đi. Chứ chịu học nghề hả? Vậy là cho học lại nè. Rồi, từ từ. Búp. Học nghề. Đấy. Ui, lại lửa. Trời ơi, sao mấy ông cứ... cái thích cái lửa vậy. Rồi xong mắt luôn. Mắt thật. Ui. Rồi lại này. Bảo vệ. Trời ơi có cần đâu. À mình nhốt ổng đúng rồi. Mình nhốt ổng. Bây giờ mình nhốt ổng lại nha các bạn. Sẽ nhốt ổng. Sẽ đẩy ổng xuống đây. Ờ à, dụ tới. Đúng rồi dụ tới. Rồi mình sẽ đẩy ổng xuống cái hố này. Ôi ông ơi xuống đi. Tôi cần ông lắm luôn ấy. Rồi ngon. Bây giờ mình sẽ đập lại nè. Rồi lại nha. Chiến. Biến thăng chi thuật. Chiu. Không được. Không được hả. Lại. Biến thăng chi thuật. Chiu. Ủa. Ủa sao. Hình như nhốt ổng. Ổng không chịu học nghề các bạn à. Đấy. Xuyên thủng. Trời ơi có cần xuyên thủng đâu. Ôi scare kìa. Xử đi Golem. Rồi lại nha. Búp. Biến thăng chi thuật. Ờ lại cái này trời ơi. Cứ cần sách mà. Hại thêm ma trời ơi. Tại sao toàn mấy cái thứ gì không vậy.
hô hấp, trời ơi, tôi đâu có cần hô hấp nhân tạo, à đúng, hô hấp hô gì đâu. Tôi cần là nhặt, nhặt, quét cạnh, trời ơi, quét cạnh 3 rồi. Cạnh chi quét cạnh nữa. Rồi, mình chỉ nhờ ông dân làng này để trao đổi thôi. Mà nãy giờ ổng thì ổng không có gì cho mình ngon hết. Chân lạnh á, chân lạnh hình như là ép vào cái giày á thì chúng ta sẽ đi được trên nước hay sao đó các bạn à. Ôi, cũng ngon ấy, nãy bây giờ mình đói rồi. Ờ, cái chân lạnh ấy là ép vào cái giày thì chúng ta sẽ đóng băng được mặt nước. Ôi, ngon không, ngon không. Đi trên nước kiểu giống Naruto vậy. Ê, ê, cái gì, đổi nè. Gai, gai không cần đâu. Gai 2, gai 3 được. Bảo vệ sát thương khỏi rơi. Ba luôn. Wow. Nhưng mà không cần. Mình cần cái nhặt hơn. Tại vì mình số ngọc lục bả này mình đem ra để em đổ nhặt mà. Mending. Wow. Nhưng mà mình đổ cái nhặt còn ngon hơn. Mending cũng ngon đấy các bạn. Nhưng mà ui, 32 viên, trời ơi. Ông này ông cắt cổ người rồi. Trời ơi, sửa chữa luôn. Bảo vệ thôi. Wow. Hình như là cho ông đi tắm thì ông sẽ trao đổi nhiều hơn các bạn. À cho ông sẽ giảm giá cho mình nhưng mà mình không thích. Ok bây giờ mình sẽ cho ông tắm nha. Coi thử ông có giảm giá cho mình không. Ok. Ờ, để như thế này thì ông không chịu các bạn à. Như vậy chịu chứ. Ồ. Rồi. Ờ, hiệu suất hả? Hiệu suất không cần đâu. Mình không cần hiệu suất các bạn. Ok. Chúng ta sẽ lặp lại là như thế này tới mai luôn. Mình cứ dự định là đi Enchant nhưng mà cách này đã giúp chúng ta có được cuốn nhặt. Nhặt, nhặt, lời nguyền biến mất, trời ơi đâu có cần đâu. Lời nguyền biến mất là khi món đồ đó bị mình bị chết hay gì đó là nó sẽ biến mất luôn. Yes, chúng ta đã có nhặt rồi. Ngon, 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 ngon. Nhặt của mình, yes. Ok, bây giờ mình sẽ tìm cuốn khác. Mình biết ngay mà, chỉ có cách này thôi các bạn ơi. Chỉ có cách này thôi các bạn ơi. Vì đã có nhặt rồi. Nên sẽ đánh biết chờ sớm thôi. Ôi, nhưng mà hình như trao đổi với ổng xong là ổng không có biến thành cái ổng không có biến thành bình thường lại được các bạn ơi. Thôi rồi. Muốn nước lại trọng lên thôi. Ok, cảm ơn nha, cảm ơn ông nha. Ok, mình đã hoàn thành rồi. Đã có cuốn nhặt 3 để mà ép vào cuốn cái gì quên mất rồi. Cái kiếm rồi. Bây giờ mình sẽ bay về nhà nha. Ok, cảm ơn Giang Lan nhiều nha. Trời ơi, cảm ơn ông rất là nhiều luôn. Không ngờ là đổi đường luôn các bạn à. Chỉ có cách này thôi. Ok. Nhặt để giúp mình tiêu diệt Enderman nó dễ rơi ra ngọc Ender hơn nè. Tiêu diệt bộ xương sẽ rơi ra đầu bộ xương hơn nè. Ngon dream. Bây giờ mình sẽ bay về nhà. Ok, sau đó mình sẽ tìm cái lọc farm zombie cho bạn xem nha. Thì nó cũng gần nhà mình thôi, nhiều lắm. Cái gì vậy má, trời ơi cho tôi về nhà đi. Ok, không ngờ mình tìm được cuốn nhặt luôn các bạn. Chỉ tốn với mười mấy viên ngọc lục bảo thôi mình đã tìm được rồi. Giờ về nhà thì mình sẽ trao đổi với ông dân làng thêm ngọc kiếm ngọc thêm ngọc lục bảo rồi. Và đây mình sẽ tìm thêm mấy cuốn sách ngon hơn. Mình còn một ông dân làng có thể biến đồ được hay sao ấy. Oh no no no. Mừng quá các bạn ơi, trời ơi không ngờ mình tìm được cuốn nhặt luôn ấy. Hồi nãy cũng có một cái mending nhưng mà nó mắc quá các bạn ơi. 32 ơi. 32 viên ngọc lục bảo. Cái cuốn gì mà hồi nãy nó có một cái cuốn gì đấy các bạn. 56 viên rồi. Mấy ông dân làng này cắt cổ người rồi. Từ khi mà mình mới chơi sinh tồn mà tới giờ là mình không thấy cái ông thương nhân lại luôn các bạn. Cái ông bán đồ cắt cổ ấy, mình không thấy ông lại luôn ấy. Chắc là mình chửi ông hay sao ấy, ông không dám tới buôn bán với mình. Ơ con mèo. Ơ con mèo kìa. Mày dịch chuyển được không? Đừng bảo là mày dịch chuyển không được tao bỏ luôn ấy. Nói thì thôi chứ nó dịch chuyển qua được mà, đó đúng không? Thì ở gần thì dịch chuyển được, nếu mà chúng ta bơi thuyền ấy thì nó sẽ không dịch chuyển được các bạn. Bơi thuyền qua khu vực xa thì nó sẽ không dịch chuyển được. Mình đã có hai con mèo rồi, bây giờ mình sẽ về sinh sản thử nha. Mình sinh sản con mèo thử nó sẽ ra cái con mèo gì. Sắp tới nhà rồi. Mèo đâu. Đây nó tới này. Yes, chúng ta đã có thêm cuốn nhặt rồi. Ép vào cái kiếm thì chúng ta sẽ đánh enderman để dơ ra đồ hơn. Yes. Rồi. Đây mình sẽ cắt con ngựa cái ra.
Rồi, mình sẽ cắt con ngựa trong cái chuồng này. Rồi, nó biến mất rồi, kệ nó đi. Nó còn ở trong đó các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ like con mèo nha. Rồi, mình sẽ dắt con mèo trắng vào bên con mèo đen. Trắng đen like lại thử ra cái gì. Rồi. Rồi, mèo ơi, tới đây. Cho nó ngồi dậy nè. Rồi, con này luôn. Rồi. Ui, thêm một con mèo phù thủy nữa kìa. Nó ngồi xuống được. Ok, bây giờ nó ngồi xuống rồi, mình sẽ bỏ mấy thứ này vào cái khu dân làng của mình. Ngồi xuống đây, đúng rồi. Ông dân làng này đổi thêm gì được nữa không? Ok, còn sách thì mình sẽ đổi lại luôn. Rồi, cái chỗ dân làng này mình sẽ bỏ thêm vài thứ này cho nó đẹp cái dân làng thôi, chứ thực chất là nó không có cái gì đâu. Rồi, một cái lò luyện kim. Rồi, chúng ta sẽ bỏ ngoài trời luôn. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ uống ép cái cuốn sách nhặt này vào nha. Con mèo thù thế nhỏ dễ thương vãi luôn các bạn. Rồi bây giờ sẽ ui cái bàn rèn của mình nó hư nè. Ok đi. Chính phù phép. Ok kệ đi, kệ nó, không sao hết. Mình hy sinh mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào ngủ nha các bạn. Rồi mình sẽ tìm cái lòng farm zombie cho các bạn xem. Rồi. Tọa độ lòng farm zombie thì 59 217 559 nha các bạn. 559 217. Rồi bây giờ mình sẽ tìm này. 559 thì chúng ta sẽ tới cái chỗ nào ta? Chỗ này. 559 hả? Hướng này các bạn. 559 217 thì mình sẽ đi hướng bên này thêm này. Nói chung là mình sẽ đi hướng 217 chứ các bạn. 217 gần thôi các bạn à, mấy cái lòng farm này rất là nhiều luôn, nó ở dưới hầm rất là nhiều. Các bạn chỉ cần bật cái tọa độ lên các bạn tìm thôi. 217 thì chúng ta sẽ tới đây. 217. Rồi 217 nè. 59. 559. 59 ở đây. Rồi 217 thì nó sẽ qua bên đây một tí này. Rồi, nó ở dưới đây. Bây giờ mình sẽ đào thẳng xuống nha. Đấy, các bạn nghe tiếng zombie chưa? Mình không biết là nó bao nhiêu con mà mình sợ vãi luôn. Nó mà rơi xuống nhà mà thôi luôn, cái kiếm của mình bỏ game luôn ấy. Rồi, chúng ta sẽ đào từ từ xuống các bạn. Đây, nó ở bên đây. Rất là nhiều luôn. Còn mà ở dưới nó sẽ có thêm mấy cái cuốn phù phép hay là gì đó. Wow, nó gần đây thôi. Mình nghe tiếng rồi mà. Để mình cầm cái đuốc lên cho nó sáng này. Nếu mà nãy mình lấy cuốn sửa chữa thì mình ép vào cây cúp cũng được. Là không, nó không bao giờ hư luôn ấy. Nhưng mà nó hơi bị mắc. Nhưng mà mình cần cuốn nhặt hơn, nó giúp mình nhiều hơn. Ôi, cái lòng nó ở đâu trời? Hình như trên đầu rồi hay sao ấy. Wow, mình đang xác định vị trí các bạn. Mình nghe tiếng xác định vị trí nó dễ hơn. Nó gần đây thôi. Hình như là ở dưới hay là ở trên ta? Wow, càng ngày càng nhiều tiếng nhưng mà mình vẫn chưa phải xác định được cái hướng nào ấy. Để xem mẹ ở đâu. Nhờ trên đầu lại sao các bạn. Ui, vãi nồi trên đầu thiệt. Đây. Wow, hơi bị đông đấy. Ui đông vãi. Ui, Thôi rồi. Ui trời, mình không ngờ là tụi nó đông vãi luôn các bạn. Quân đoàn zombie. Ủa, sao nó gần cái hang của mình vậy? Rồi.
Tụi này nó đông quá, mình phải tìm cách thôi các bạn ơi. Qua. Wow. Có cách nào không chơi? Giờ nó đông quá sao chơi lại đây. Mình phải tìm cách để giết cái con bộ xương đó các bạn. Nó bắn đau quá. Rồi, chúng ta sẽ có một cái cung. Đấy. Trời ơi, sao chúng có cái con mấy con zombie không vậy? Mình mục đích của mình là con xương này. Mày. Mày đúng rồi. Rồi bây giờ, wow, cái gì mà đông vậy mình hai? Đông thế, đông thế. Mình có biết cả đây là có rác mạnh luôn. Wow, kinh nghiệm nhiều quá hãi luôn các bạn. Rồi các bạn thấy chưa? Cái kiếm nhặt này á, đánh nó sẽ rơi ra đồ hiếm nhiều hơn ấy. Nó sẽ có tỷ lệ rơi ra đồ hiếm hơn. Ôi, con Reaper này. Ui, cái gì mà nó nổ vậy? Ok, cái chỗ này mình sẽ cắm đuốc này. Ơ, cái đuốc đâu rồi? Ui, nó spawn nữa kìa. Là mày spawn hả? Rồi, hết spawn nhé. Ờ, mình được một cái giáp vàng này. Ồ, có thêm đĩa nhạc nữa, ngon, trời ơi. Rồi, các bạn thấy cái lòng farm zombie chưa? Rồi, bây giờ mình kết thúc chuyến hành trình đây nha các bạn. Mình đã được một cái kiếm nhặt và đã tìm thấy một cái lòng zombie đầu tiên của mình. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nhớ like mạnh khoảng 5.000 like để mình tiếp tục làm máy sinh tồn nha. Lần sau thì mình sẽ đi vào Nether để mà diệt bộ xương, để mà tìm mấy cái đầu lâu bộ xương nha. Bye bye người, chuyến hành trình giết Witcher của chúng ta sắp tiến tới rồi. Bye bye. Anh hùng trong